Tập 38 Chiếc mũ mới. Một ngày mới bắt đầu tại mầm non cây thông. Xem hôm nay các bé vui vẻ của chúng ta có gì nào. Nhìn chiếc mũ mới toanh của tớ nè. Các cậu nghĩ sao? Hoàng tử Tiki, cậu trông giống như hoàng gia vậy. Phải, dĩ nhiên rồi. Chiếc mũ này được làm từ một quả dứa quý. Nó đã được truyền qua nhiều thế hệ. Và bây giờ, nó là của tớ. Rốt cuộc, nó đã đến với gia đình tớ trong một thời gian dài. Người ta nói rằng ai đội chiếc mũ này sẽ là một chiến binh vĩ đại. Tiki ơi, cho mình xem mũ được không? Không đời nào. Làm ơn đi. Được rồi. Cảm ơn. Chờ tớ xem với. Tớ muốn nhìn. Đến lượt tớ mà. Hai người đợi đi. Hoàng tử Tiki, cậu kể cho tớ nghe câu chuyện đằng sau chiếc mũ tuyệt vời đó đi. Cậu muốn nghe lịch sử của nó. Đúng rồi, tớ muốn nghe về nó. Được rồi, tớ sẽ kể cho cậu nghe toàn bộ truyền thuyết. Nghe này. Tớ chưa sống với nó mà. Cậu giữ nó lâu lắm rồi. Tới lượt tớ chứ. Chúng ta có thể cùng nhau nhìn nó mà. Con rồng lớn đang thở ra lửa, bay thẳng lên bầu trời. Đi nào. Chờ với. Con rồng lửa cố gắng ngăn cản chiến binh khỉ. Nhưng chiến binh khỉ thì không sợ rồng. Vì vậy anh ấy đã đánh bại con rồng và mở hộp kho báu. Trong chiếc hộp có dương miệng của chiến binh. Đến giờ học rồi. Thế là chiến binh khỉ đội dương miệng. Chiếc áo choàng của anh ta tung bay trong gió đầy hung dũng. Này chờ tới giới. Chiếc mũ này tuyệt quá. Nhưng mà... Và bây giờ nó là của tớ. Nó đã đến với gia đình của tớ trong thời gian dài. Nhưng mình thật sự rất thích chiếc mũ tuyệt vời này. Sao cũng được, mình sẽ giấu nó trước. Vẫn không tìm được à? Không. Nó có thể ở đâu nhỉ? Tớ tìm khắp nơi rồi. Rambo, Rambo, cậu có thấy dương miệng của tớ đâu không? Không. Này, có lẽ nó ở trong rừng. Mọi người, chúng ta hãy đi kiểm tra bên ngoài. Đi nào. Các con, sắp đến giờ học rồi. Các con định đi đâu vậy? Cô Olivia, con nghĩ rằng con đã đánh rơi chiếc mũ của mình đâu đó bên ngoài. Tớ đau bụng quá. Tớ đi vệ sinh đây. Nó rất tuyệt đấy. Mình yêu nó quá. Rambo, con là một chiến binh nhỏ. Chiến binh Rambo, cậu là người giỏi nhất. Rambo, cậu ngầu quá. Cậu là thần tượng của tớ. Tớ ngưỡng mộ cậu. Chiến binh Rambo. Tiki, đừng lo. Chúng ta sẽ học trước nhé. Khi lớp học kết thúc, mọi người sẽ giúp con tìm mũ. Được chứ? Dạ, được. Rambo, Rambo, dạ dày của con sao rồi? Con ổn rồi ạ. Rambo, con đã thấy mũ của Tiki chưa? Các con, nếu có ai vô tình nhặt được mũ của Tiki thì trả lại cho bạn ấy nhé. Được không? Vâng. Dạ. Sáng hôm sau,
Rambo, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Luluna. Chào buổi sáng. Rambo. Rambo. Rambo, cậu ổn chứ? Tớ không sao. Tiki, chuyện gì vậy? Sao cậu lại leo cao như vậy? Nguy hiểm lắm. Giáo viên đã cảnh báo chúng ta không được trèo cây. Tại tớ tưởng cái tổ trên cây là mũ của tớ. Chân cậu có sao không? Chắc mình đưa cô ấy đi bác sĩ đi. Nào, nhanh lên. Ôi, Nitro, ta đang đến đây. Chiến binh Rambo, chiến binh Rambo. Nhìn mình này, mình là một chiến binh. Mình sẽ tạo dáng ngầu để mọi người thích mình hơn nữa. Đây là đâu vậy? Mũ của mình. Nó đang dần lớn lên. Hóa ra ngươi là Rambo. Anh là ai? Ta là quỷ mũ. Anh muốn gì? Ngươi phải đánh bại được ta nếu như ngươi muốn đội mũ. Lùi lại, để ta xem ngươi có bao nhiêu sức mạnh. Chỉ có một chiến binh thực thụ mới có thể đánh bại được ta. Tôi không phải là chiến binh. Ngươi không phải ư? Vậy thì tại sao ngươi lại đội dương miệng của một chiến binh? Tôi đã tìm thấy nó và đội nó. Tôi không phải là một chiến binh. Làm ơn đừng ăn thịt tôi. Không thành vấn đề. Bất cứ ai đội dương miệng đều phải chứng minh mình xứng đáng. Tôi không biết điều đó. Tôi sẽ trả lại mũ, tôi hứa. Mũ của tớ tự nhiên biến mất rồi. Tôi đã tìm khắp nơi. Nó có thể ở đâu chứ? Chẳng thể nào tìm thấy. Chân thì đau. Ai đó? Rambo. Rambo, có chuyện gì vậy? Cái gì? Cậu đau à? Rambo, sao vậy? Sao tự nhiên khóc vậy? Tớ... Nè, sao cậu lại cho tớ ba lô của cậu? Này, mũ của tớ. Rambo, cậu đã tìm thấy chiếc mũ của tớ. Cảm ơn. Tớ xin lỗi, chân của cậu bị thương rồi. Vậy là được rồi, đó là lỗi của tớ. Tớ vừa bị ngã khi đang tìm mũ của mình. Tiki ơi, thật ra tớ đã tìm thấy mũ của cậu lâu rồi. Nhưng tớ thích nó quá nên tớ giấu nó đi. Tớ không muốn trả lại cho cậu. Tớ xin lỗi đã khiến cậu đau. Cậu muốn giữ mũ của tớ cho riêng mình. Tại sao? Sao mà ích kỷ vậy? Tớ xin lỗi. Tiki, trừng phạt tớ đi. Hình phạt của tớ là cậu phải lập tức trả lại bất cứ thứ gì cậu nhặt được trong tương lai. Và cậu sẽ chia sẻ một nửa số trái cây của cậu với tớ mỗi ngày. Thấy sao hả? Như vậy tớ sẽ đói lắm. Tớ chỉ đùa thôi, Rambo. Chào các bạn. Nếu các bạn thấy thứ gì đó không phải của mình, các cậu nên trả nó lại ngay lập tức, được chứ? Trung thực là tốt nhất.
Được rồi, tạm biệt. A new day with their old friends around every single corner. There's a